Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV Bữa nay á, là Neo 10 TV phải kể cho quý vị nghe một câu chuyện này gọi là chấn động võ lâm luôn quý vị ơi Đặc biệt đặc biệt là cái câu chuyện hôm nay nó liên quan tới lại cái ông này Ông là gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bây giờ đưa ông đi đâu, ông cũng đẩy đưa Hay thiệt á, công nhận quý vị Thì á, gọi là cái ông chồng này gọi là ông ở đâu, lúc nào là, coi co, co như lúc nào là súng ống của ông nó cũng trong trạng thái là chuẩn bị là giật nồng hết rồi quý vị đó là lý do sao mà bây giờ chị vợ này chị phải nói giờ tôi không biết làm sao với cái ông chồng này mà bây giờ bỏ không được mà bây giờ ở với ổng thì bây giờ cứ giữ ổng khư khư trong người á giữ ổng hoài cứ kìm ổng hoài mà kìm ổng vậy mà còn bị mấy vố với ổng thì em nói thiệt với quý vị mình không hiểu cái này đúng nghĩa gọi là cái nghiệp duyên mình nói thẳng là vậy chứ không nói thiệt quý vị bây giờ thí dụ như quý vị cô chú anh chị mình đặc biệt là phụ nữ nè phụ nãy tụi mình bây giờ phụ nãy tụi mình ví dụ như chẳng hạn như mình bị đ... cái người đàn ông thương thì thương nhưng mà ổng cấm cho mình một cặp sừng rồi mà ổng cấm cấm cho mình thêm cặp thứ hai và cấm thêm cặp thứ ba một cái đầu mà cấm ba cặp sừng là có nghĩa là sáu cái sừng trên đầu thì đầu nào mà chịu nổi nó nặng lắm bây giờ nặng đầu lắm sao ngủ được quý vị mà bây giờ cái chị vợ này chỉ bị cấm tới sáu cái sừng như vậy rồi bây giờ chỉ mới than trời than trời trách đất, đất mà bây giờ bỏ không đành đó mấy quý vị bởi vì có nhiều khi có nhiều cái mình nói thiệt công, công nhận bởi vì nếu mùa nó hoại câu cuộc sống không như cuộc đời cuộc đời nó như cuộc chơi bây giờ cái chị vợ này bây giờ giống như cuộc chơi nè tình yêu gì mà phiêu lưu ký quá vậy bây giờ một cái đầu mà cắm sáu cái sừng trên đầu tôi cũng không hiểu sao mà ngủ được hay thiệt nó nặng đầu sao ngủ được ta nó trì trì cái đầu sao ngủ bây giờ chị vợ thì chỉ kể nếu mùi kể cho quý vị nghe thì hôm bữa là giáng sinh giáng ơ đó quý vị giáng sinh giáng ơ đó mary chịt mệt đó thì cái cái lúc đó là cái gì là cái sự tích con từng lọc thì cái sự từ cái sự tích con Tường Lộc nó mới đẻ ra cái sự tích của cái chị này chị nói là chị là việt kiều mỹ chị sống ở bên đây này với ông chồng chị hai vợ chồng thì nói nào ngay ông chồng làm hãng chị làm tiệm neo đó vẫn là cái cuộc sống vợ chồng người hãng người neo đó thì hai vợ chồng cứ yên bề cứ ổn ổn định ổn định nhưng mà hai chồng sống nhau chưa có con em ơi nói chung là chậm con chậm cái hai chồng sống nhau cả chục năm nay mà chưa có con nếu mà nói chậm thì cũng không phải là chậm mà là giữa chị ổng có vấn đề cho nên không có con được thì chị này chị cũng giống giấu, giấu giếm giếm nha quý vị nói chung là chị cũng không có nói cho mình hoạch tẹt cái chuyện là tại sao không có con được nha nhưng mà chị chỉ nói sao thì nó mười kể vậy chỉ nói là bây giờ hai chồng sống nhau 10 năm mà không có con được thì cái vấn đề đó không phải là chậm con mà là không có con được luôn thì trong cái quá trình đấu gì ông chồng chị thì ổng lại có một cái nỗi niềm thay vì người chồng người vợ không có con được thì người chồng sẽ ham con bên ngoài đúng không quý vị nhưng mà ông chồng của chị cũng không có ham con ông chồng của chị nói với chị là với tôi là con cái là trời cho cho nên là mình cứ coi mọi thứ nó như là trò chơi thì bây giờ mình cứ chơi thôi gọi chừng nào con nó tới tìm thì nó tìm đó thì cái đó là gọi là cái định nghĩa đứa con của ông chồng chỉ nói với chị nha đó thì chị mới thấy là thôi kệ đi bây giờ mình không đẻ chữa gì được mình không cho ông được đứa con mà ông chồng mình ông không cũng không có đặt nặng cái vấn đề đó thì nói nào ngay là mình cũng không có áp lực của vậy nên là chị cũng cứ tành 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 cứ lo là giống như bây giờ chị nghĩ trong đầu là bây giờ mình cũng đã thiệt thòi ở cái chỗ là mình không cho ông chồng mình được đứa con rồi thì thôi bây giờ mình cố gắng là mình gán là giống như là tài chính của mình nó vững đi để mình ít nhiều gì phụ nữ không đẻ được nhưng mà phụ nữ có tiền thì nó cũng còn lung linh được chút đỉnh quý nên là chị cũng gán là xào trẻ xào trẻ làm tiệm nail rồi này nọ để mà có tiền nhiều nhiều một chút để mà có gì hộ thân thì khi mà chị làm tiệm nail một thời gian chỉ bắt đầu chỉ ra chỉ mở tiệm nail lúc này là vợ chồng cũng lớn lớn rồi quý vị bốn mấy rồi chỉ mới ra chỉ mở làm chủ một cái tiệm nail thì khi mà chỉ vô chỉ làm tiệm nail đó thì quý vị biết rồi cái 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 thời điểm mà chỉ mở tiệm nail ra đó chỉ muốn cạnh tranh với những cái thợ nail khác những cái người chủ tiệm nail khác á thì chị mới nói là lúc đó mình cũng suy nghĩ dắt ốc mình suy nghĩ là bây giờ mình làm cách nào để mà cái tiệm nail mà nó có cái điểm đặc sắc để mà mình thu hút khách hàng cho nên á là chỉ quyết định là, là chỉ đi về việt nam quý vị chỉ đi học thêm cái bằng đó là phun xăm mà, mài môi mí rồi chỉ học thêm cái gì uống mi nói mi đó thì chỉ định là qua bên đây mình sẽ là giống như là thiết kế cái phòng cái tiệm nail của mình đó mình thiết kế mình ngăn mình ngăn một khoảnh. Mình ngăn một khoảnh mình để độ khoảng một hai ghế. Mình để làm giống như là nối mi, phun xăm và giống như là massage mặt. Đó là chỉ định là như vậy nha. Thì chỉ mới nói với ông chồng á là thôi bây giờ á là tôi đi về Việt Nam, tôi đi học thêm cái bằng thì bây giờ cái tiệm neo ở bên đây nè bây giờ ông gác lại cái công chuyện làm hãng đi bây giờ ông quay về ông đi quán xuyến cái tiệm neo với tôi tức là chỉ kêu ông chồng là nghỉ làm hãng ông đi đừng có đi làm nữa bây giờ tôi mở tiệm neo ông về ông phụ tôi thì bây giờ tôi về việt nam để mà tôi học thêm cái này cái kia vậy thì trong khoảng thời gian đó ông ở tiệm neo ông quán xuyến tiệm ông coi tiệm cho tôi còn thợ thì tôi đã giao rồi đứa nào nó đấy nó làm ăn chia làm sao tôi đã tính hết rồi thì bà vợ mới, mới bắt vậy quý vị thì ông chồng ông mới thấy là thôi bây giờ nếu vậy ông cũng nghĩ làm hãng ông mới quyết định á là ông rút về để mà ông vận hành cái tiệm nail với bà vợ thì sau khi mà ông đã quen với lại cái công việc ở tiệm nail bà vợ giao phó cho ổng rồi đó giao trách nhiệm cho ổng rồi đó thì lúc đó bà mới yên tâm bà bay về việt nam để bà đi học cái bằng là nối mi phun xăm thì ở lúc này quý vị ở trong tiệm nail của chị á chị mới nói lúc đó thời điểm lúc đó đó là tiệm nail vận hành cũng được vài tháng rồi trong tiệm nail của chị có một cái con nhỏ đó là nhân viên mang tiếng là nhân viên nhưng mà giống như là nó là một cái người thợ neo mà ngày trước chỉ làm chung ở trong cái tiệm cũ có nghĩa là chị em làm chung hồi xưa ở trong một cái tiệm neo ngày trước mà chỉ còn đi làm công chỉ còn đi làm thợ đó thì chỉ quen được cái cô này cô này là làm thợ lâu năm làm trước chỉ nữa ở trong cái tiệm neo đó chị này có kinh nghiệm có bề dày kinh nghiệm tay nghề có nhưng chỉ có điều là chỉ không có đủ giống liếng để ra ngoài mở riêng thôi thì khi mà chị này chị mới nói là sau khi á, mà chị mở được cái tiệm nail chị mới gũ chị đó về là chị em làm chung gọi là chị chị em em đó mới gũ chị đó về làm chung mới nói á, là bây giờ chị về á, chị làm giống như là một phần là thợ cho em một phần là giống như là chị giống như là có nhân có thợ mới vô quá chị là cái người đào tạo tay nghề cho thợ mới luôn tức là ở tiệm nó sẽ nhận luôn là dạy đào tạo học viên luôn nếu mà chị á, là cái người chịu làm đào tạo học viên cho em luôn em ăn chia cho chị phần trăm cao hơn so với những người bình thường cho so với những người thợ neo bình thường thì cái chị thợ neo đó cái nhỏ cái bà thợ neo đó mới nói uh, bà mới bà mới thấy là họ khoái quý vị tự nhiên bây giờ khơi khơi mình qua bên đây cái tiệm neo bên đây mình làm mình đào tạo học viên mình làm thợ neo cứng ở bên đây mình được ăn chia phần trăm cao hơn thưởng cũng nhiều hơn thì ngon hơn rồi chị mới nghĩ ở bên chỗ tiệm kia chỉ qua bên đây chỉ làm cho chị này quý vị thì chị này mới nói lúc đó chị chị này thân với cái chị đó dữ lắm luôn giống như chị chị em em chuyện gì cũng kể cho chị đó nghe từ cái chuyện mà chỉ với ông chồng chỉ hồi xưa yêu nhau như thế nào hai người đến với nhau làm sao rồi gầy dựng lên mà bây giờ là công công ăn sự nghiệp gầy dựng lên mua nhà mua cửa mua xe rồi mở tiệm neo như thế nào chỉ đều kể cho cái chị đó nghe hết coi như là chị chị em em đó nhưng mà cà lem của chị thì em đừng có ăn đó thì sau khi mà nói vậy xong thì cái chị này á chị chị cái chị mà đang kể cho nên mà nghe nè cái chị vợ nè chị mới bắt đầu chị nói là chị về việt nam để mà chị đi học thì chị về trong mấy tháng để đi học cái bằng đó trong khoảng thời gian nó giao lại tiệm nail ông chồng ngó rồi giao lại cái công việc là vấn đề là quán xiến thợ trong tiệm nó làm sao như thế nào thì giao cho cái nhỏ chị em thân chị em mà chị em xã hội chơi chung thì bây giờ là giao cho hai người đó thì trong cái quá trình làm việc quý vị cái con nhỏ đó mỗi ngày nó bàn giao công việc cuối ngày nó bàn giao cho cái ông chồng của chị này hai bên thường trao đổi qua lại công việc thì trao đổi trao đổi sao đó ông chồng của chị ổng mới dựng cò lên Tại vì bây giờ bà vợ đi rồi Bây giờ xuống ống để không thì làm gì Bây giờ gặp nhỏ này cứ cà cưa cà cưa Hồi đầu là nói chuyện công việc Nhưng mà khúc sau là nói chuyện việc khác đó Thì bây giờ là hai người có tò te tú tí gì đó Thì cái chị này chỉ nói là hoàn toàn lúc đó Chỉ không có biết gì cả Tại vì mỗi lần á, mà chỉ ở bên Việt Nam Mà chỉ điện cho con nhỏ đó Chỉ hỏi thăm ờ, tiệm nail hôm nay Ở bên đó làm sao em như thế nào đồ đó Tình hình sao có gì đặc biệt không Thì con nhỏ này nó đều nói chuyện với chị chỉ gọi lúc nào con nhỏ này nó cũng bắt máy lúc đó Mà cả hai chị em gọi điện là toàn video call Mà những lúc đó thì đều thấy nhỏ đó nó nói chuyện rồi này kia Nó quay video đồ nó vẫn đang ở nhà nó bình thường Cho nên chỉ hoàn toàn không có biết cái chuyện là con nhỏ này nó qua lại với chồng mình thì tới cái khi mà chỉ học xong á, cái bằng phun xăm mà ngắn hạn ở bên Việt Nam á, xong rồi chỉ đi quay trở về Mỹ quý vị thì chỉ mới thiết kế ra một cái phòng nói mi riêng thì trong cái phòng đó nó sẽ có hai ghế hai cái giường hai cái giường một giường á là để là giống như hai cái giường đó là để xây cua Thí dụ như có khách vô nói mi phun xăm á, thì là mình cho khách nằm một ghế còn một ghế còn lại ví dụ như mà có ai có nhu cầu mắt sa mạc rồi đó dưỡng da đó thì mình cho vô nằm ghế thứ hai thì cái phòng đó là cái ngăn ra một cái phòng nhỏ là đà để hai cái giường nằm của gì thì chị mới nói là lúc này chị mới qua quay trở về Mỹ Thì chị vẫn giống như là giống như con bù nhìn Chị không có hề biết cái chuyện ông chồng mình với con nhỏ như con nhỏ chị chị em em với mình qua lại với nhau Chị vẫn đối xử với con nhỏ rất là tốt Và chuyện gì chị cũng kể Chị về Việt Nam vừa rồi Chị học cái gì như thế nào Chi phí làm sao chị cũng kể cho con nhỏ đó nghe luôn Chị mới nói là mình ngu mình dại nhất Đó là mình thân với con nhỏ đó quá Mình kể hết mình kể tạc nước sôi hết Không có giấu cái gì thì uh, trong khoảng thời gian nấu vậy thì chỉ thấy uh, từ ngày mà chỉ quay trở về Mỹ chỉ làm lại trong tiệm neo thì ông chồng chỉ vẫn rất là siêng ngày xưa nếu mà tính theo cái tính cách của ông chồng chỉ là ông không có thích làm neo ổng ổng nói với chỉ là cái làm neo á, là đa phần là đàn bà mới làm đàn ông làm không có hợp đàn ông làm vậy giết ghét thành đàn bà tức là ông kỳ thị cái vấn đề là làm thợ neo là thường là dành dành cho phái yếu vậy phái nữ nhưng mà tại sao chỉ thắc mắc là tại sao á là hồi trước mình năn nỉ ổng là quản lý tiệm neo để cho mình về việt nam mình học á, thì ổng cứ giống như chối đùng chối đẩy ổng làm biến không chịu nhận nhưng mà bây giờ tới chừng mà ổng nhận vô rồi bây giờ mình ổng làm ổng quan quản lý tiệm neo giùm mình vài tháng rồi bây giờ mình quay trở lại tiệm neo thì chỉ mới đinh ninh trong đầu là chỉ nghĩ nha là nếu mà chỉ quay trở lại tiệm neo thì chắc ông chồng chỉ ổng vợ cũng bắt xe qua cho chỉ chứ ổng không có chịu ra tiệm neo mà dạng như là ra hà gầm hà gầm đâu nhưng mà ông hiểu tại sao chiến này chỉ quay trở về Mỹ rồi ông chồng vẫn siêng năng mỗi ngày vẫn ra tiệm nail làm với chị. Thì lúc này chị cũng không có biết luôn quý vị, chị không có biết, chị chỉ nghĩ trong đầu là chắc là ông chồng ông thương mình, ông thấy là vợ cực quá, vợ phải học rồi làm đủ thứ nên chắc giờ ông thương. Ông thương cho nên ông muốn gánh vác phụ mình cho nên chỉ mới thương ông chồng nhiều hơn quý vị có khổ không? Chỉ không hề biết ông chồng với nhỏ đó qua lại nhau mà ngược lại chỉ thương ông chồng nhiều hơn thì bây giờ mỗi ngày á chị đều giống như là chị chị em em chị cũng kể cho con nhỏ nhưng con nhỏ mà làm chung á chị cũng kể cho con nhỏ chị chị em em với chị á chị cũng kể là dạo này chồng chị thay tâm đổi tính rồi chồng chị dạo này thương chị lắm chồng chị nào dạo này ổng hiểu chuyện lắm ổng quán xiến này kia ở, cho tiệm neo phụ chị mà ổng nhiệt tình lắm đồ này kia ổng cũng chị cũng kể cho con nhỏ nó nghe mà mỗi lần kể như vậy thì con nhỏ nó đều nói với chị vậy nè vậy hả chị vậy hả vậy à mừng quá chị ha vậy nếu vậy là ảnh thay đổi chắc ảnh thương chị nhiều hơn rồi đó chị quý vị thấy ghê không con nhỏ nó cũng giả nai giả tơ rồi ha thì chị mới nói là con nhỏ nó nói vậy thì mà nó mà mình thấy cái mặt nó tỉnh queo à thì mình cũng nghĩ đầu là bình thường thì lúc này vậy khi mà chỉ sau khi mà chỉ ngăn cái cái cái, cái 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 cái, tiệm nail chỉ ngăn ra một góc chỉ để hai cái giường vô xong rồi bắt đầu á chị mới bắt đầu đăng tin tiễn thêm thợ vô thợ mà chuyên phun xăm với nói mi để mà làm cho một cái mảng riêng biệt đó quý vị thì chỉ mới tiễn vô một đứa, tại vì chỉ nghĩ trong đầu á là chỉ có học cái nghề đó rồi. Bây giờ chỉ tiễn thêm một đứa thôi, tại vì cái nghề, cái, cái, cái cái mảng đó là cái mảng mình mới triển khai thôi, mình tiễn cùng lúc hai cái đứa vô rồi lỡ mình nuôi thợ nhiều mà lương doanh thu nó không có nhiều. Cho nên chỉ mới quyết định là chỉ lấy công làm lời, chỉ đi học cái 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 công việc đó ở bên chỉ học cái nghề đó bên Việt Nam rồi. Chỉ đã có tay nghề, chỉ đã biết làm rồi thì bây giờ chị chỉ cần thuê thêm một đứa thôi là chỉ với nhỏ đó có thể làm về cái mảng phun xăm nói mi để gầy khách lên đó thì chị mới bắt đầu đăng tin uh, trên báo việt nam đồ này kia tìm mấy uh, cái nhỏ nào mà trẻ trẻ mà biết có tay nghề giờ làm nói mi đồ uống mi đồ này kia phun xăm đó quý vị nhận vô để mà làm thì có một con nhỏ này nó mới nó nó mới liên lạc chỉ con nhỏ này là nó sinh năm 2002 2002 là còn trẻ lắm nha quý vị chị phải nói là còn trẻ măng còn nhỏ xíu luôn á là nay nhỏ đó mới có 21 22 tuổi rồi quý vị thì chị mới bắt đầu á chị thấy nhỏ này còn nhỏ mà mấy đứa còn nhỏ nó trẻ trung nó năng động như vậy nó chịu cài kiếm tiền là cái thứ nhất cái thứ hai là nó trẻ trung như vậy nó sẽ có cái gu thẩm mỹ gu thời trang thì những cái đứa đó khi mà nó vô nó làm tham phun xăm thẩm mỹ ha làm nói mi nó làm sẽ làm đẹp lắm làm kiểu như nhìn tay nhìn trẻ trung cái gì chỉ mới nhận con nhỏ nó vô làm thì con nhỏ đó tên là diễm trang chỉ nói như neo mười luôn mà chỉ nói nhỏ đó tên diễm trang nhỏ sinh năm hai nghìn hai thì chị mới nhận con nhỏ đó vô làm thì cái ngày mà con nhỏ vô làm á thì chị cũng thấy con nhỏ này bên ngoài nó mặt nó cũng đẹp mà mặt như cái lưỡi cài á quý vị chị nói với đâu mọi nhỏ mặt như cái lưỡi cài á đó bởi vì sau này mình mới biết ra á, ở trên mạng người ta coi tử vi á người ta nói á mấy đứa người mà mặt lưỡi cài là xài không được quý vị thì chị mới nói là lúc đó mình đâu có để ý đâu mình thấy con nhỏ mặt lưỡi cài mà có điều con nhỏ này nói chuyện giọng bắt nữa chanh chua lắm nha thì chị mới nói là mình thì hồi nào giờ tiệm mình đa phần là toàn người miền nam tự nhiên con nhỏ này miền bắc vô thì công nhận nó hơi chổi nhưng mà có điều là thấy con nhỏ này nói chuyện cũng lễ phép lắm mà nó còn nhỏ thì chị mới nhận vô làm thì chị cũng vô nó vô nó làm được khoảng ít tháng gì hai ba tháng thì nó mới nói với chị nó gù gị nó nói chị 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 à chị biết gì không cái chị cái chị mà thợ neo mà 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 trưởng trưởng nhóm neo á dạng như trưởng thợ neo là cái con nhỏ mà chị chị em em với chị á con nhỏ con nhỏ mà hai ngày hai diễm trang nó mới chọt chẹt với chị nó mới nói là con em thấy á là chồng của chị qua lại với cái chị đó chị có biết không thì chị mới nói là em nói gì tầm bậy tầm bạ vậy qua lại hồi nào em thấy chưa mà em nói bậy bạ rồi mang tiếng chồng chị thì con nhỏ đó mới nói bữa hôm á chị không có trong tiệm nè à, chị biết không ở trong ngay chỗ cái phòng mà phun xăm nói mi nè là hai cái giường đúng không thì buổi trưa đó nếu mà trường hợp mà không có không có khách phun xăm nói mi là cái phòng này nó sẽ là phòng trống thì phòng trống này thí dụ như thợ neo mà người ta buồn ngủ quá người ta mỏi mệt quá thì người ta sẽ vô đây người ta lấy cái giường mà phun xăm nói mi này người ta ngã ra người ta nằm người ta ngã lưng ra một chút quý vị thì chị biết gì hôm bữa đó đó em em ăn cơm trễ lắm em mới ngồi sau em ăn cơm thì em mới đinh ninh là cái cửa mà à, trong trong cái phòng phun xăm nó mi là lúc đó không có người thì em mới ngồi ăn cơm phía sau đó một hồi sau thì em đi lên em định đi vô phòng em ngã lưng thì em em nhìn thấy rõ ràng á là ông chủ á, với lại cái chị đó hai người á là Hôn uh, hung hít không hít rồi rồi này kia này kia trong cái phòng đó đó thì không có làm cái chuyện kia quý vị không có làm như quấn hai con trăng amazon nhưng mà có điều là có này kia có có hôn môi xa với nhau đó hôn môi xa hôn môi gần thì con nhỏ này mới nói là em nhìn thấy vậy đó cho nên là em thấy cái đó chính mắt em thấy luôn cho nên là em biết chắc chắn là coi là cái chuyện đó là thật chứ không phải là em nghe ai thọc mách nói lại hết trơn á thì bây giờ em em nói chị liền nè để mà chị biết được cái chuyện đó nặng để mà chị chị coi là chị ngăn ngừa liền chứ không là chị bị cấm sừng mà chị không có biết gì hết thì chị này chị mới nghe vậy là chị mới lo cái gì chị mới quyết định là thôi để chị gắn cái con chip camera để mà chị canh me ông chồng chị với con nhỏ đó coi thử coi có có lại tiếp tục hẹn hò ở trong cái 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 cái, cái phòng massage xa không quý vị thì chị mới kể nêu mười á là chị gắn chị gắn cái camera đó trong đó rồi cái xong rồi cái ngày hôm đó chị mới kêu nhỏ đó là hôm nay em lại tiếp tục em giả bộ em nói là em đi ra ngoài em em đi ra ngoài sao em ăn cơm trễ nữa đi đó là trong phòng không có ai đúng không trong phòng không có ai thợ thì lúc đó ai thợ neo thì lúc đó cũng một, một, một vài người cũng ăn cơm một vài người thì cũng đang có khách làm rồi thì chị cũng nói là chỉ giả bộ chỉ nói chỉ đi ra ngoài nữa thì lúc đó là trong nhà trong ngay chỗ cái phòng mà phòng mà nói mi này nè là, là lúc đó lại tiếp tục bỏ trống đúng gì thì chỉ biết chắc chắn là tình huống lúc đó ông chồng chỉ với con, con nhỏ mà chị chị em em với chị á là lại tiếp tục vô đó cà cưa với nhau thì trong phòng lúc đó nó đã có gắn con chip camera rồi cho nên là chỉ đi ra ngoài thì chỉ có thể tua camera lên để mà chỉ mở bằng điện thoại chị xem thì chị mới nói là lúc đó trời ơi chị xem thấy thiệt em ơi ông chồng của chị ổng á đi vô trong cái phòng đó xong cái một lúc sau con nhỏ nó đi vô chứ hai người không có đi cùng lúc nha người đi trước người đi sau đằng để mà để mà tránh cho người ta nhìn để ý á thì xong rồi là vô tới là hai người là tiếp tục là 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 là, là hung môi xa hung môi gần rồi 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 người ta nói là coi như cái này cái, này, cái kia nó thì cũng có sờ sờ mó mó thì chị mới nói là chị nhìn thấy trơn chị sôi máu gan lên trời ơi chị tức quá chị không dằn lòng được tay chị cầm cái điện thoại gung hết trơn luôn rồi chị mới bắt đầu chị chạy vô chị ùa vô chị chụp mũ liền tại lúc đó chị ở ngoài thôi mà chứ chị đâu có đi xa đâu chị chạy vô thì chị chụp mũ liền thì lúc đó chị chụp mũ là ta nói chị không dám làm gần gần lên chị sợ là ảnh hưởng khách khứa người ta đang làm neo bên ngoài đó thì chị chụp mũ vô là bắt đầu chị nói hả chị chị đai nghiến ổng chị nói ổng á là à, giống như là tối nay ông về ông nói chuyện với tôi nha thì xong rồi là tối đó ông về nhà là chị hỏi ông là bữa giờ ông qua lại với con nhỏ đó lâu chưa thì ông nói là ông qua lại từ cái lúc mà chị bỏ về Việt Nam đi học nghề đó là độ khoảng đúng một gần một tuần sau hơn một tuần hơn là một tuần 10 ngày sau á là ông qua lại cà cưa với con nhỏ đó rồi Em thì bây, bây giờ chị này chị mới nói đâu mà em thấy ghê chưa? Có nghĩa là chị vừa bỏ Mỹ, chị về Việt Nam, chị đi học nghề trong vòng có một tuần lễ thôi là ông chồng chị ở bên Mỹ ổng đã này kia lăn nhăn với con nhỏ đó rồi. Vậy mà mấy tháng trời chị ở bên Việt Nam học xây lấy cái bằng chị đâu có biết ổng với con nhỏ đó bên đó này kia này kia quấn với nhau đâu có biết đâu. Thì coi như là lúc này chị mới nói là chị lúc này là sáng tỏ ra chị mới đuổi con nhỏ đó chị không cho con nhỏ đó làm trong tiệm neo nữa chị đuổi mặc dù là lúc đó là trong tiệm neo ai cũng ngỡ ngàng mấy người thợ neo nha mấy đứa thợ neo nó ngỡ ngàng nó nói là hồi xưa tại vì mấy đứa thợ neo để ý thấy hồi xưa chị với con nhỏ đó rất là thân thân vô cùng luôn chị chị em em lúc nào cũng kể chuyện nhau nghe và những cái gì mà chị cần giống như là cần cái sự tin tưởng ấy, là chị đều tin tưởng vô nhỏ đó chị đều trao lòng tin cho nhỏ đó hết tiền bạc chị cũng giao nhỏ đó quán xuyến những cái lúc mà chị đi vậy mà bây giờ chị đuổi con nhỏ đó cho nên là mấy cái người thợ neo trong tiệm cũng sầm xì cũng có người đón già đón non cũng đón ra được cái chuyện là chị đuổi là vì lý do riêng tư thì chị mới nói là bây giờ ai nghĩ gì thì nghĩ thì kệ luôn chứ làm sao bây giờ tại vì bây giờ cái đó là thật sự chỉ đuổi là vì vấn đề riêng tư thiệt nhỏ này nó nó ăn lăn nhắn chồng chị chỉ đuổi thì sau khi chị đuổi xong chị mới nghĩ mà chị mới kể cho nêu mười nghe chị nói là chị đuổi nhỏ đó xong chị cũng mừng trong bụng là coi như xong rồi coi như là mình đã cắt cắt đứt được tận gốc rồi là coi như từ giờ là ổng với nhỏ này hết qua lại được rồi nhưng mà quý vị biết không Chị này chỉ kể cho nên ngồi nghe Nhưng mà một cái chấn động luôn Thì ra là con nhỏ đó nó đi rồi Nhưng mà bây giờ á, chị mới nói là cái, giáng, cái Giáng sinh vừa rồi nó làm cho chị nhớ tới Cái Giáng sinh năm đó quý vị thì cái Giáng sinh năm đó đó Nó mới lội chành té mướn ra cái chuyện vậy Con nhỏ kia bị đuổi rồi Thì bây giờ trong tiệm neo là chỉ nghĩ là bây giờ yên tâm rồi Không không còn con nhỏ đó thì ông chồng mình đâu còn cà cưa với ai Nhưng mà tự nhiên con nhỏ đó đi rồi Nhưng mà ông chồng chỉ mỗi ngày vẫn đi làm tiệm neo điều điều chị cũng có một cái thắc mắc chị cũng nghĩ trong đầu sao ông chồng mình vẫn xiên ta hồi trước ông đi làm lên tiệm neo hoài với mình là tại vì ông mình cứ nghĩ là ông xiên nhưng mà tới chừng lòi chành ra mình biết là ông lên đây là vì mỗi ngày ông lên để gặp gỡ lăng nhăn với cái con nhỏ thợ, thợ neo rồi bây giờ mình đuổi con thợ neo rồi mà sao ông chồng mình ông vẫn xiên đi làm thì lúc đó chị cũng thắc mắc nhưng mà chị nghĩ là chị không có tìm ra được nguyên do gì thắc mắc thôi nhưng mà lo lo thôi nhưng mà không có tìm ra được nguyên do rồi xong cái chị mới nói là cái giáng sinh năm đó đó quý vị ngay cái lúc mà sao giáng sinh luôn thêm ghi vinh luôn thì tự nhiên chỉ nói là gọi là đúng nghĩa là ông già noel và con từng lộc á, thì ông chồng chỉ là ông già noel còn chỉ là con từng lộc đó là coi như chỉ bị dính con hưu xong bây giờ chỉ dính tới con nai thì bây giờ con nai nó làm chỉ một vố luôn chỉ mới nói á là cái con nai này là, là cái con 2002 đó quý vị thấy ghê chưa con nai 2002 này là con diễm trang nè đó là có con diễm trang là cái con giảng giảng gì đó quý vị ơi quý vị lái lại giùm em em lái lại em ngượng miệng quá con diễm trang là giảng giảng chấm 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 đó thì chị này chị mới nói là chị tức lắm chị phải nói nhỏ đó cái từ đó tại con nhỏ đó nó hai ngày hai nó cướp chồng chị nó giả nai giả hu rồi với chị chị bị con kia là con hu mà bây giờ chị bị, bị con này là con nai con nai nữa nó còn cao tay hơn con hu nữa mà con nai này hai hai mà nó tên diễm trang lái lại là giảng giảng tờ rim đó quý vị thì bây giờ chị mới nói là con nhỏ này nó giảng tờ rim bởi nên là nó cưa luôn chồng chị thời đời nay ông nội mẹ ơi nói hết chuyện á là coi như á là ông chồng chị đúng không ngày nào cũng đi lên tiệm đều 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 điều thì chị cũng nghĩ đầu trời ơi, mình đã trừ khử một cái mồ mối nguy rồi bây giờ mình nghĩ đầu trong tiệm không còn mối nguy nào nữa mà tại sao ông chồng mình vẫn làm điều là mình cũng có sinh nghi rồi nha thì hôm bữa đó là cái con chip camera chỉ để trong phòng đó đó là chị vẫn để mặc dù là sau khi chị bắt gian cái con nhỏ thợ neo rồi nhưng mà chị cũng lo lo chị vẫn cứ để trong cái tiệm đó chị nghĩ đầu là thôi chị vẫn cứ để vậy để một phần á là để chị theo dõi ví dụ như cái tiệm của chị nhiều khi chị cũng muốn gõ gàng nhiều khi lỡ á, mà có những cái người còn giống như là nhiều khi chỉ đi đâu đó thì chị cũng muốn là có con chip camera ở trong cái phòng đó để mà chỉ muốn quán xuyến chỉ muốn ngó coi nhân viên nó làm tốt làm như thế nào cho khách đồ này kia hay là nó có làm cái gì mờ ám ở trong cái tiệm không thì mình cũng biết luôn ở trong cái 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 phòng đó hay không mình cũng biết luôn nên là chỉ mới không tháo con chip camera ra mà chỉ vẫn để con chip ở trong phòng đó thì cái lúc mà bắt gian cái con nhỏ thợ neo xong á thì chỉ nói với chồng chỉ với lại chỉ kể cho cái con nhỏ con diễm trang đó chỉ nói là chị đã tháo con chip rồi chỉ kể vậy nha chỉ nói là chị bắt gian xong chị lấy con chip ra chị có ở giờ bỏ rồi chứ chị không xài nữa thì con diễm trang này nè nó mới nghĩ trong đầu á là trong phòng nó bây giờ không có camera nữa quý vị thì tới cái ngày hôm đó chị mới nói là chị cũng nghi nghi ông chồng ngày nào cũng lên và chỉ mỗi ngày chị vẫn cứ vô trích xuất camera trong phòng đó để chị coi có cái gì bất thường hay không tại ông chồng mình ổng đã một lần lén phén trong phòng đó thì chắc là sẽ có lần hai thì chị mới thấy là cái ngày hôm đó gì ông chồng chỉ vô trong phòng đó xong thì một lát sau con diễm trang này nó vô nó vô thì hai người cũng không có làm cái gì đụng chạm hay này kia nhưng mà chỉ thấy hai người nhìn nhìn nhau cười mà giống như ánh mắt này kia cử chỉ có vẻ nó thân thiết lắm thì chỉ nghi nghi giữa cả hai có vấn đề rồi tại vì ông chồng chỉ lẽ ra là phải ghét con nhỏ này chứ tại con nhỏ này là cái đứa tộc mạch tộc mạch mà tại sao mà ông chồng chỉ không ghét con nhỏ này đúng không tại con nhỏ này tộc mạch mà mới lòi ra cái chuyện ổng cặp với con nhỏ thợ neo mà tại sao ổng không ghét con nhỏ này mà ổng gặp con nhỏ này mà cái ánh mắt của ổng còn triều mến còn thương nữa thì chỉ nghi nghi của quý vị chỉ bắt đầu lâm le chỉ theo dõi con nhỏ này con diễm trang thì cái ngày hôm đó gì chị mới nói là con diễm trang này nó nó nói chỉ là chị ơi em bị đau bụng em bị đau bụng quá chị ơi, em bị đau bụng rụng dâu quá chị cho em xin về sớm một chút đi đau bụng rụng dâu là đau bụng đèn đỏ đúng gì thì chị nó mới nói chị nói em đau bụng quá chị cho em em nhức lưng đau bụng quá chị cho em xin về sớm được không hôm nay thì chị mới thấy vậy chị mới mới không lẽ nào chị bắt nó giặt ra coi gì chị mới nói vậy thôi thì em cứ về đi bây giờ đau bụng thì giờ biết sao sức khỏe mà bây giờ về đi thì nó đi về nhưng mà chỉ nghi con nhỏ này nó có vấn đề rồi tự nhiên uh, nó 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 xin đi về giữa chừng mà nó nói nó đau bụng đó mà hồi sáng này nó vô vẫn bình thường mà giờ tiện nó nói đau trưng ứng lên vậy thì chị cũng nghi nghi thì một lát sau gì độ khoảng nửa tiếng tiếng sau ông chồng chỉ tiện nói chị nè uh, bà ở tiệm nha tôi đi ra ngoài một chút tôi có hẹn bạn mà tôi ra ngoài nó mới gọi tôi thì chỉ mới thấy nghi nghi nữa xong nhỏ mới đi xong độ khoảng 45 phút một tiếng sau ông chồng mình nó nói không đi uh, gặp bạn ổng thì chị mới bắt đầu là chị mới nói với tiệm neo chị nói là bây giờ chị nhờ mấy đứa coi tiệm neo chị một chút chị chạy qua một chút thì ông chồng chỉ vừa bắn đi vừa chạy đi quý vị thì chị cũng đu càng theo luôn chị cũng đua đua xe đu theo xe ông chồng chỉ để coi thử ông chồng chỉ đi đâu đi hẹn bạn thì không thì chị mới đi theo cái gì theo dõi thì chị thấy ông chồng chỉ đi tới khách sạn thì khi mà ông chồng chỉ tới khách sạn thì chị mới bắt đầu là đi mon men đi theo vô luôn quý vị thì khi mà vô á chị mới năn nỉ lễ tân chị nói là bây giờ chị là vợ của cái anh mới vừa vô đó mà bây giờ năn nỉ luôn á là cho chị vô tại vì bây giờ chị muốn biết được sự thật sự ơ là ông chồng chị có này kia không bây giờ em ở đây là cũng mong thông cảm cho tại vì cái khách, khách sạn đó cũng là giống như mình nói thì nhiều khi lễ tân người ta thấy cũng tội hoàn cảnh đó quý vị phụ nữ phụ nữ người ta cũng hoàn cảnh thì chị mới năn nỉ chị mới đứng chị khóc chị mới nói là bây giờ năn nỉ giùm cho chị vô chứ bây giờ ông chồng chỉ là cái người đàn ông mới vừa rồi á vô vậy 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 mà bây giờ ổng vô vậy là ổng phải có hẹn hò với bộ trưởng đó chắc chắn luôn chứ mà ông chồng chị mà làm sao giờ này mà đi vô khách sạn thì sau khi mà chị năn nỉ ý ôi chị khóc lóc đồ một hồi quý vị thì ở đó cái nhỏ con nhỏ lễ tân nó cho chị vô thì nó mới cho chị vô thì chỉ đi vô quý vị thì chỉ đi vô thì chỉ coi như là chỉ chụp mũ chỉ thấy ông chồng chỉ với con nhỏ đó ở trong khách sạn đó quý vị chỉ chụp mũ chỉ nhào vô mở cửa vô là chỉ tông cửa vô là chỉ thấy ông chồng với con nhỏ đó hai đứa hả hê như hai con trăng amazon quý vị hả hê trên đó luôn giống như y, y, chang hai con trăng mà lột da gì đó quý hai trăng lột da nha bây giờ hai con trăng lột da rồi thì bây giờ là chỉ nhìn thấy là trần như nhộng thì chỉ mới bắt đầu chỉ mời con nhỏ đó chỉ thỉnh con nhỏ đó ra ghế ngồi xong rồi chỉ kêu ông chồng chỉ ông mặc đồ vô cho tôi còn con này khỏi mặc đồ ngồi đó nói chuyện với tôi tôi bắt nhỏ này nó phải như vậy tại vì nó tên là diễm trang là con con, con giảng ba chấm thì bây giờ phải bắt nó không mặc đồ ngồi đó nói chuyện với tôi thì cho nó quê mà chị chỉ nói là lúc đó chị tức lắm chị để cho con nhỏ này nó quê tại vì chị ghét cái dân à, à, Chị chỉ nói là chị ghét cái cái thứ mà như nói kiểu dạng như là giả nai giả hư giả dượng đó thì chị mới nói là mày không có được mặc đồ mày ngồi đó còn ông chồng á ông á ông sọt cái quần vô ông ngồi đây ông nói chuyện với tôi bắt đầu á là chị mới chất vấn chị nói là tại sao mà ông ăn một lần rồi mà cái lần hôm bữa tôi mới chụp mũ với cái lần này nó cách nhau không có bao xa là ông lại tiếp tục nữa là ông bữa giờ qua lại con này bao lâu rồi thì quý vị biết không một cái tin chấn động là cái con nhỏ con giảng con giảng tờ rim này nó kể với chị nó nói là dạ chị ơi em với ảnh là bữa giờ là có qua lại nhau là từ cái lúc mà con nhỏ này nó vô một tiệm nó làm mới có một tháng sau thôi là nó qua lại với ông này quý vị thấy ghê chưa là có nghĩa là cái con giảng trang con diễm trang con diễm trang này nó vô trong tiệm neo nó làm thử việc mới có một tháng thôi là nó đã cưa cái ông chồng của chị rồi mà trong lúc đó là ông chồng của chị còn đang qua lại với con thợ neo luôn con thợ cũ luôn thì có nghĩa là lúc đó ông này ông chơi hai đứa đó ông ông cùng lúc ổng qua lại với hai đứa mà sau đó thì con diễm trang này giống như là nó nó ghen tị đố kỵ với con thợ neo kia hay sao cho nên nó mới chọt chẹt với chị để mà cho chị đuổi con thợ neo đi để mà chị nó độc chiếm ở đó để nó độc chị độc chiếm sự sủng ái ở đó quý vị thấy ghê chưa giống như là hậu cung vậy hậu cung vậy quý vị thì bây giờ nó mới chọt chọt chẹt với chị chỉ giống như là hoàng hậu nương nương đó nó mới chọt chẹt vậy nó nói là con ái phi kia hãy uh, nó 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 qua lại này kia với ông 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 vua vậy vậy đó hãy trục xuất con ái phi đi ra khỏi lãnh cung đi đó thì bắt đầu là đuổi con thợ neo đi thì bây giờ con nhỏ này nó hồi đầu nó chỉ là cái gì nó chỉ là một cái đứa phi tần cấp thấp thôi là thợ thử việc thôi nhưng bây giờ nó vô tình nó đuổi được con ái phi kia bây giờ nó được lên cái sự sủng ái và nó được lên quý phi nương nương quý vị thì bây giờ quý phi đó bây giờ đưa vô khách sạn thì bây giờ quý phi là cởi trần <laughs> quý phi này quý phi bị cởi trần như nhậu quý vị đó bây, bây, bây giờ thì cái nó mới nói là em thú thiệt là em mới vô tiệm chị em thử việc có một tháng là em ăn chồng chị luôn rồi bởi vậy quý vị thấy ghê gớm chưa ghê gớm đến nỗi nào mời nghe xong gom ghế bỏ về luôn nè quý vị ơi đó là mới vô một tiệm mà thử việc có một tháng mà quơ luôn chồng ăn luôn chủ hay thiệt có công nhận kinh khủng nêu ngựa nêu mời phải gọi nhỏ con con giảng tờ rim này phải gọi nói câu là cao thủ võ lâm đó cao thủ là nhỏ này còn hơn cô thảo nữa thì bây giờ quý vị là coi như là chị này chị chị cái quan trọng nhất là cái chị tần lộc nè là cái chị chủ tiệm neo nè là cái chị hoàng hậu tần lộc hoàng hậu nè tội nghiệp là cái chị hoàng hậu này bây giờ hậu cung mà bây giờ chỉ làm chủ hậu cung mà bây giờ chỉ bị ông chồng cấm cho hai cái sờ hai cặp sừng rồi là hôm bữa 1 cặp rồi bây giờ thêm 1 cặp nữa ha. cặp cặp bên kia cặp hưu cặp này cặp nay thì bây giờ trên đầu mà cấm bốn cái sừng là nó cũng hơi trì trì của quý vị nhưng mà chưa xong đâu sau khi mà chị bắt giang ở trong khách sạn vậy xong đúng không chỉ đuổi con nhỏ phun xâm này luôn chỉ đuổi con nhỏ mà diễm trang hai hai đuổi con nhỏ đi đi sau khi đuổi con diễm trang 2 k 2 xong quý vị chị mới nghĩ trong đầu là thôi bây giờ mình dẹp bà luôn cái tiệm phun xăm đi bây giờ mình không có làm gì hết trơn bây giờ mình chỉ giữ lại cái thợ neo mình chỉ làm những thợ giữ lại những cái thợ neo cũ hiện tại trong tiệm nè những người thợ neo mà người ta đàng hoàng người ta làm mà đàng hoàng không có cái chuyện mà tàu lao tàu lao tình cảm nè thì chỉ mới giữ lại những cái người thợ neo này còn cái tiệm phun xăm chỉ quyết định là một mình chỉ chỉ ôm cái tiệm phun xăm chỉ không tiễn thợ vô nữa chỉ không làm gì nữa còn nếu như mà bề thế mà tiệm cái cái phần phun xăm cái mảng phun xăm mà nó ế khách quá đó không có khách đó thì dẹp luôn khỏi làm chỉ quyết định vậy là dẹp luôn khỏi làm thì sau khi mà thống nhất như vậy rồi quý vị thì chị mới nghĩ là bây giờ coi như là trong tiệm neo là bây giờ là một mũi tên bắn hai con nhạn mà bây giờ bắn gớt một con giờ gớt luôn một con là chỉ nghĩ bây giờ là coi như ông chồng chỉ là ở trong cái trạng thái là không còn nguy hiểm nữa là chị nghĩ là bây giờ là nguy hiểm không còn gình gặp xung quanh của chị nữa thường người ta có cái câu là nguy hiểm gình gặp xung quanh chúng ta đúng không nhưng mà bây giờ là coi như chị thấy là chị yên tâm rồi không còn nguy hiểm nữa thì chỉ chị mới ngồi chị suy nghĩ là thôi bây giờ ông chồng mình khổ quá bây giờ mình ở khu vực trung tâm này mình mở tiệm neo ra mà bây giờ mình làm này kia mình muốn khuếch trương khuếch trương lên mình muốn mảng này mảng kia nó phát phát triển lên để mà cạnh tranh mấy tiệm neo neo khác mà bây giờ ông chồng mình thì ổng gặp ai là ổng quơ đó ổng gặp ai ơ quơ đó có nghĩa là ổng ăn tạp ổng thuộc là giống loài ăn tạp quý vị thì bây giờ chỉ mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ chuyển nhà ra ngoài ngoại ô ở quý vị còn mà cái tiệm neo thì bây giờ một mình mình làm thôi bây giờ dọn nhà ra ngoài ô ở để mà bắt ông chồng đi theo theo mình ra ngoài ngoại ô ở luôn thứ nhất là ra ngoài ngoại ô để mà cách biệt ở khu vực trung tâm để cho ông chồng mình đỡ gặp cái người này người kia đỡ gặp nhiều đàn bà phụ nữ đồ đỡ qua lại qua lại tại thường á, ở những những khu vực ngoại ô cái gì tại vì thường khu vực ngoại ô là thường sẽ dành cho những người mà trung trung niên lớn tuổi người ta thích yên tĩnh á, người ta coi ngoại ô người ta ở còn mà dân mà người ta còn trẻ còn năng động còn khỏe người ta còn ham cài kiếm tiền là người ta sẽ ở khu vực trung tâm để dễ tiện bề đi làm cái gì thì chỉ mới bắt ông chồng chỉ là bây giờ á mua cái nhà chuyển về ngoại ô hai vợ chồng sống thì ông chồng ổng cũng chịu luôn cái gì vấn đề chỗ là cái ông chồng này ông rất là mắc cười ở cái chỗ là ổng á lệ thuộc cho bà vợ, ổng sợ bà vợ, tức là ổng cũng rất là ngán cái bà vợ này, bà vợ nè, chị chị vợ này cũng thuộc dạng là cao thủ võ lâm là dữ nha, tức là cũng là sư tử hà đông đó, thì ổng rất là sợ, nhưng mà sợ thì sợ mà chơi thì chơi nha, bởi nên là có nhiều ông cũng rất là hay sợ thì sợ nhưng mà chơi là anh vẫn phải chơi, chứ mà em không cho anh chơi là không được, anh chịu không nổi đó, thì bây giờ là coi như là ổng mới chấp nhận bà vợ kêu đi đâu thì đi đó, đi kêu về ngoài ô thì về ngoài ô thì bà vợ mới thấy là thôi bây giờ hai lần rồi bây giờ mình trật hai lần rồi bây giờ mình về ngoài ô mình ở là coi như là nguy hiểm nó không còn gần gặp nữa bây giờ mình không cho ổng đụng vô tiệm neo luôn bây giờ một tuần lễ mình chỉ cho ổng đi lên đi xuống tiệm neo một hai lần để phụ mình thôi còn lại là mình bắt ổng là giống như là chỉ ở nhà uh, làm công chuyện quán xuyến chuyện nhà cho mình thôi bây giờ là coi như là bắt ổng như vậy luôn cố thủ không cho ổng đi vô tiệm neo đụng đụng vô tiệm neo nữa tại vì thường là điểm neo, tiệm neo là môi trường là đàn bà mà ổng vô đó lần hồi nữa ổng lại quơ con nhỏ khác không ăn tạp nữa thì bây giờ quý vị chỉ và mỗi ngày chỉ phải đi làm Chỉ phải chịu khó chạy xa một chút Chỉ phải từ ngoại ô chạy lên trung tâm là Chạy lên tiệm neo nó phải hơi xa Nhưng mà chỉ phải chấp nhận quý vị Phải chấp nhận để mà đẩy ông chồng mình đi xuống dưới kia Đặng giống như là tránh ổng cách biệt ra ngoài khu vực trung tâm nhưng mà chỉ đâu có ngờ quý vị bởi vậy nên hai cặp sừng nó chưa đủ phải thêm cặp thứ ba nó quý vị mà phải thêm cặp thứ ba cái đầu mà sáu cái sừng ta nó nói nó trì nó nặng lắm quý vị thì chỉ mới kể là cái cặp thứ ba này là chỉ nghi nghi nha nó vừa mọc lên là chị đã nghi rồi là chị mới kể vậy nè quý vị lúc mà chuyển về căn nhà ngoại ô đó ở thì chị nói ban đầu rất là thích vợ chồng sống cũng rất là vui bởi vì ở dưới đó nó yên tĩnh nè thoải mái nè mặc dù mỗi ngày chị đi làm nó phải hơi xa hơn nhiều so với hồi trước nhưng mà ở dưới đó chị thấy vợ chồng yên tĩnh bình yên nhưng mà cuối cùng quý vị nó lại không bình yên như chị nghĩ cuộc sống của chị lại tiếp tục một lần thứ ba nó bị gối tung luôn gối mù lên đó là như vậy nè tự nhiên cái nhà kế bên thì ở dưới ngoại ô quý vị nhà này cách nhà kia cũng một cái khoảng xa xa nhưng mà nó cũng có hàng xóm chứ không phải không có thì tự nhiên có một cái nhỏ đó hàng xóm nhà hàng xóm chuyển về đó ở mà có một mình ên con nhỏ đó có một mình con nhỏ đó, có mình, con nhỏ đó là ở quý vị mà nó mua cái căn nhà đó là cạnh nhà vợ chồng của chị luôn mà cạnh nói là cạnh thôi nhưng mà cách một khoảng cũng hơi xa xa một chút quý vị thì cái, cái cô đó cô chuyển về cô ở có một mình thôi căn nhà đó là mua lại của người khác ở trong nhà nó đã có đầy đủ nội thất tiện nghi rồi, dọn vô là ở. Thì cái cô đó cũng mới mua lại của cái người chủ trước quý vị chuyển về đó sống có một mình thôi. Thì từ cái ngày mà cô đó cổ chuyển về thì ngay cái ngày đầu tiên cô đó cổ chuyển về á nha. Là cổ chỉ cần đẩy vali vô rồi sắp xếp đồ đạc của cổ là coi như cổ ở thôi tại bên trong đó là nội thất mọi thứ nó đã có sắp xếp sẵn hết rồi. Thì hôm đó cô đó cổ mới đi qua cổ bắt chuyện với bên nhà của chị cái ngày hôm đó là buổi chiều chiều nha chị cổ đi qua cô bắt chuyện giống như là xã giao giống như là ờ em mới chuyển về em ở mà ở ngoại ô thì nhà này cách nhà kia một chút vậy đó một khoảng vậy đó nếu ban đêm ăn hôm có chuyện gì thì anh chị cũng giúp giùm em dạng vậy đó giống như là mình cũng mở lời vậy để mà giúp qua giúp lợi hàng xóm với nhau thì chị này chị mới nói là lúc đó mình thấy cái cô này cổ cũng, cũng dạng như cũng xem xem tuổi mình chứ cô không phải là trẻ trung gì lắm nhưng mà cổ kiểu vậy giống như là sống có một mình mà cổ cũng biết điều cổ qua cổ lên tiếng cổ nói một tiếng vậy ừ anh chị có khó khăn gì, em cũng giúp được mà em có khó khăn gì cũng mong anh chị giúp thì là người cũng hiểu chuyện cho nên chị mới nói ừ thì thôi nếu mà em ở một mình thì nếu có khó khăn gì thì em gọi cho chị thôi em em đưa cho chị với chồng chị số điện thoại của em đi có vấn đề gì em cứ liên lạc chị hoặc chồng chị rồi có gì chị thì thường hay là chị ban ngày chị đi lên tiệm neo chị làm mà từ nhà chị lên tiệm neo xa lắm nhiều khi chị về băng đêm ban hôm nữa nên là nếu mà được thì em lưu số điện thoại của chồng chị đi rồi ban ngày chồng chị ổng thường là ổng sẽ ở nhà đó trong tuần ổng sẽ ở nhà thì nếu mà em có vấn đề gì em cứ gọi chồng chị giúp được thì giúp thì chị mới nói là chị lúc đó chị cũng ngu đi Chị tự nhiên không chỉ đi cho số chồng chị cứ cho nhỏ đó rồi chỉ, chỉ cho số của chị nữa cho hai số điện thoại hay chồng cho nhỏ đó thì mỗi ngày ở như vậy thì chị nói là ở vẫn bình yên bình yên nhưng mà tự nhiên nhỏ đó từ ngày nó chuyển về xong nó xin thông tin đồ này kia của chị chồng chị vậy xong thì lâu lâu á cứ cách dài ba ngày hay là dài ba tuần á là con nhỏ nó lại điện thoại cho chị chị ơi bên nhà chị còn dư dầu ăn không cho em xin chút đỉnh tại vì giống như là mỗi lần muốn mua mấy cái đó thì nó cũng hơi cực có gì giống như gom 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 mua một lần thì nó nó hết đột xuất nó mới nói là chị ơi có miếng dầu ăn nhà chị còn dư dầu ăn không chia cho em ít còn không à, nhà chị chị ơi em thấy nhà chị có sân vườn tại vì nhà của chị này là muốn ngoài ngoại ô quý chị chỉ có trồng hoa rồi trồng một ít rau rau cũ mà dạng như là rau nhà trồng á chỉ có đà, là trồng phía sau nhà thì con nhỏ này nó nó qua nó nó ngắm nghía nhà chị rồi chị có dẫn vô cho giới thiệu nhà chị ngắm nghía rồi nên là con nhỏ này nó nó lâu lâu nó cứ điện chị ơi chị cho em qua bên nhà chị em ngắm hoa với em ngắm rau nhà chị được không đó ngắm ngắm đâu gì ngắm ghiếc ngắm chồng luôn thì chị mới nói là chị cũng nghĩ trong đầu là ngoại giao bình thường thôi chị cũng giới thiệu con nhỏ cũng dẫn mỗi lần con nhỏ nó xin qua cho nó ngắm hoa ngắm rau dãy khuây á thì chị cũng cho nhỏ đó vô thì hồi lúc đầu chị không có để bụng mấy cái chuyện đắt nhắc quý vị chị. chị chị nghĩ trong đầu là thôi kệ hàng sớm mình cứ thân thiết thân thiết biết đâu là sớm có có chuyện khó khăn giúp lỡ lẫn nhau nhưng mà cái con nhỏ này càng ngày nó càng được nước làm tới việc hết xin cái này hết xin cái kia chạy qua chạy lại nhà chị đúng không thì bắt đầu là xin vấn đề là qua ngắm hoa ngắm cây ngắm cối rồi lại tiếp tục có cớ qua nhà chị nữa thì tới lúc ngày hôm đó nó lại tiếp tục nó điện cho chồng chị nó điện cho chồng chỉ nó nhờ chồng chỉ là anh ơi anh qua bên nhà em anh sửa giùm em cái cửa được không còn không á là anh ơi anh qua anh thay giùm em cái bóng đèn hư được không rồi có lúc thì nó điện cho chồng chỉ nó nói là anh qua anh sửa giùm em cái ống nước được không đó quý vị quý vị mai mốt mà thấy ông chồng nào mà bị nhỏ nào nhờ qua sửa ống nước rồi phải coi lại sợ <laughs> sửa ống nước thông cống thông, thông đồ đó là tao nói thông tầm bậy tầm bạ thông không biết thông hồi thông cái 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 nào luôn á thì bây giờ chỉ mới nói là mỗi lần con nhỏ này nó khôn lắm mỗi lần mà nó muốn nhờ chồng chỉ vậy đúng không là nó sẽ điện chồng chị xong rồi nó nói chồng chị vậy xong thì chồng chị ok hay không ok gì thì nó sẽ điện qua cho chị một tiếng nó nói à, em mới điện cho chồng chị em nhờ gì vậy vậy đó chị cho ảnh qua bên nhà em chút nha từ nhỏ này giống như nó cũng công khai giống như nó cũng gõ gàng minh bạch vậy đó chứ không có lén lút gì thì mỗi lần mà nó nói với chị vậy thì chị phải đồng ý cái gì giống như mình cũng ngại mình cũng đồng ý ừ thì thôi để chị kêu chồng chị qua nhà sửa giùm em chút chứ có bao nhiêu đâu nhà em nhà chị cách đâu có bao xa mà sửa mấy cái đó cũng đâu có mất nhiều thời gian để chị kêu chồng chị qua. Đó thì cái chị mới nói là mỗi lần vậy thì chị cũng để cho ổng qua. Nhưng mà những lần đầu á sửa mấy cái nhỏ 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 thì ổng qua một chút là ổng về nhà. Nhưng mà sửa mấy cái như là sửa ống nước nè, đó, hoặc là sửa những cái gì to tát nè, sửa cửa, sửa đồ đó, lần nhỏ đó qua sửa lâu là ông chồng chỉ phải qua sửa lâu. Mà chị nói có khi ông chồng chỉ qua coi như nguyên cái buổi chiều ông chồng chỉ ở bên nhà con nhỏ hàng xóm đó mà tới tối ông chồng chỉ mới quay về nhà thì chỉ là chỉ đã bị cấm hai cặp sừng rồi chỉ cũng hơi sợ sợ của quý vị cho nên là chỉ cũng có hơi ghen ghen rồi chỉ mới say qua chỉ mới nói ông chồng chỉ là ông coi coi làm sao á lần sau mà con nhỏ hàng xóm đó nó có nhờ ông á thì ông từ chối khéo như thế nào chứ mà tôi thấy nhỏ đó thấy cũng hơi kỳ nó nhờ được cái này cái là nó nhờ cái khác thì chỉ mới đánh tiếng với ông chồng chỉ là ông đừng có để cho tôi mà phát hiện ra ông làm cái chuyện gì mờ ám nữa nha thì chị cũng dằn mặt với ổng đồ quý vị thì ông chồng chỉ nói không không có gì hết trơn á mỗi lần mà tôi qua đó tôi sửa đồ mà chứ tôi không có làm gì tầm bậy tầm với bà đâu tôi bị tôi với bà tôi làm vậy hai lần với bà là tôi cũng mất mặt lắm rồi thì ông chồng nói vậy thì chị cũng tin quý vị thì cái ngày hôm đó vị, ngày hôm đó chị đang ở nhà chị đang ăn cơm với chồng sau khi ăn cơm xong thì hai vợ chồng đang tò te tu tí chỉ nói thẳng luôn mà hai vợ chồng đang ôm ôm ấp ấp đó tò tê tú tí thì tự nhiên bên ngoài có cái tiếng đập cửa gì đập liên tục liên tục luôn thì chỉ không có biết cái chuyện gì mà sao bây giờ khuya lắc khuya lơ mà có người đập cửa anh nổi chỉ mới đi ra chỉ kêu ông chồng chỉ là hai vợ chồng đi ra đặt mở cửa ra coi bên ngoài có ai không chứ bây giờ một mình chỉ ra chứ cũng sợ nhà ngoài ô nó vắng dẻo gì chỉ mới kêu ông chồng chỉ hai chồng nên bộ đồ luôn, đi ra mở cửa coi ai đập cửa gầm gầm ban đêm thì tới chừng đi ra quý vị thì ai về đâu là cái con nhỏ hàng xóm này mà chỉ nói là thời đời nay con nhỏ này nó qua ban đêm ban hôm nó qua nó kiếm nhà chỉ nó biết nhà chỉ có chồng chỉ mà nó mặc nó mặc cái gì quý vị biết không nó mặc có cái áo sơ mi mà áo sơ mi nó mặc là cái áo sơ mi trắng mà giải mà giải muslin giải mỏng á giải mỏng ơi là mỏng mà giải mỏng muslin á mà chỉ nói là bên trong á quý vị biết cái bộ có cái, cái con khô mực nó mặc bên trong là con khô mực màu đỏ quý vị coi chịu đời nổi không mặc khô mực màu đỏ mặc cá đuối màu đỏ nguyên một cái bộ khô mực và cá đuối màu đỏ mà bên ngoài thì là cái áo sơ mi trắng mỏng lè mỏng lét đó muslin thì bây giờ ông chỉ đi ra là chỉ nhìn là chị hỏi ơi luôn mà bây giờ chị không biết nói làm sao mà con nhỏ này tự nhiên đi qua băng đi băng hôm mặc cái áo vậy rồi xong rồi ở bên trong mặc cái bộ đồ khô cá đuối vậy. thì chị mới bắt đầu chỉ mới hỏi em qua kiếm gì mà băng đi băng hôm khuya dữ vậy thì con nhỏ này nó nói dạ chị ơi bây giờ em biết là qua giờ này phiền lắm nhưng mà bây giờ chắc là phải nhờ chồng chị qua bên nhà của em á xem dùm nhà em cái đường dây điện nó làm sao chứ bây giờ tự dưng á bên nhà em dây điện nó cúp điện anh chị ơi tự nhiên nó tắt điện quý vị coi bây giờ nếu quý vị trong vai trò quý vị có cho ông chồng mình đi không bây giờ con nhỏ nó mặc bộ đồ khô có đuối màu đỏ bên trong vậy đó bên ngoài là cái áo sơ mi có một cái sơ mi áo sơ mi mà dạng như đầm sơ mi đầm sơ mi giải muslin màu trắng thì nó lộ cái bộ đồ khô khô có đuối màu đỏ ra rồi nó kêu là chồng mình đi qua đó sửa dây điện thì quý vị nghĩ sửa dây điện không hay là một hồi nó sửa sửa một hồi hai bên điện giật nhau luôn rồi điện giật xong rồi một hồi nó này, này, này này kia này kia nữa đó là một hồi coi như là ông chồng chỉ ăn khô cái đuối ăn mệt nghỉ luôn á cho nên là chỉ mới nói là chỉ nghe con nhỏ này nó đi kêu rồi chồng chỉ đi qua sửa giùm dây điện à, nhà nhà nó bị cúp điện mà nó mặc cái bộ đồ đó cái chỉ mới lên tăng xong luôn quý vị chỉ lên tăng xong lúc này chỉ mới nói nhỏ này chỉ mới nói thẳng luôn em là bây giờ là chỉ biết là nửa đêm nữa hôm là bây giờ không giúp em là không được nhưng mà bây giờ một là chị sẽ cho em tá túc em ngủ đỡ nhà chị đêm nay Ngày mai em kêu thợ tới nhà sửa dây điện cho em Còn không thì bây giờ chịu luôn Chứ bây giờ còn không thì em về em tính đường sao em ngủ vậy đỡ luôn đi Chứ bây giờ là chị không có cho chồng chị qua nhà em sửa điện ban đêm nữa Và cũng như là những cái chuyện mà giống như là sửa những cái chuyện mà không đáng đó Chị không có muốn chồng chị qua lại nhà em nhiều Thì chị mới nói là chị nói thẳng nhỏ luôn quý vị thì con nhỏ đó nó say qua nó mới nói là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà sao chị làm khó em quá vậy chị mới nói chị làm khó em cái gì em vậy là em làm vậy là mới làm khó chị em làm chị hậm hực hậm hực từ bữa giờ là chị thấy em rất là kỳ rồi em hết xin mắm muối đường bột ngọt xong rồi thì em nhờ chồng chồng chị qua sửa bóng đèn qua sửa cái cửa rồi qua thay ống nước à, qua sửa ống nước rồi bây giờ tới chừng em kêu giờ qua sửa dây điện em coi chịu nổi không em cứ kêu chồng chị qua mà qua hết buổi chiều chị chị rất là hậm hực với em từ bữa tới giờ rồi mà bây giờ em không để cho chị bình yên vợ chồng chị đang tò te tú tí mà bây giờ em cũng không để cho yên em mặc cái bộ đồ khô có đuối qua đây em làm chị tuột tuột mút lắm á thì bây giờ chị mới nói là chị tăng sông máu lên chị hậm hực con nhỏ này lắm ngủ vậy chị mới nói thẳng luôn tạc nó sôi luôn thì con nhỏ này nó mới quê quá đi nó nói vậy thôi em không cần ngủ nhà chị đâu em về nhà em em mở đèn em ngủ quý vị chịu nổi không vậy là con nhỏ này nó cũng thứ dữ quý vị thấy không hồi nãy nó mới nói rõ ràng nhà em tắt điện em không có vô, không có đèn không có điện em ngủ không được rồi cuối cùng nó kêu ông chồng chỉ qua sửa điện rồi hai người cãi lộn cẩu sực nhau chỉ với nhỏ này cười chửi, chửi chửi qua chửi lại đó chửi tới chửi lui xong cuối cùng nhỏ này nói thôi em không cần vô nhà chị ngủ rồi em về nhà em mở đèn em ngủ sướng hơn ơi à, quý vị coi chịu nổi không cô bé lòi đầu lòi đuôi thì bây giờ chỉ mới nói là bảo đảo ông chồng chỉ bữa giờ chắc cũng có quạt quẹt gì với nhỏ này rồi chứ không phải không có đâu là coi như con nhỏ này là cái sừng mới nhú hai đứa kia là hai cái sừng kia là hai cái sừng nó đã nhú rồi còn hai còn còn nhỏ hàng xóm thì là cái sừng mới nhú thì chỉ mới nói là trên đời như thế tôi có ông chồng tôi đưa ổng đẩy ổng ra tới ngoại ô luôn rồi mà ổng vẫn có thể lén phén được quý vị thấy ghê chưa gọi là đàn ông một khi mà ở đâu có đàn bà là đàn ông nó vẫn là hoạt động hoạt động rất là tốt giống như là elet 30 lắc năm vẫn chạy tốt quý vị ơi gọi là gì bảy năm vẫn chạy tốt mà 100 năm chạy vẫn tốt luôn quý vị ì ạch nhưng vẫn chạy được nha quý vị nha thì cái câu chuyện ngày hôm nay Nêu Mười kể tới đây thôi Thì bây giờ Nêu Mười đau cũng hỏng quá rồi Xin uh, thứ lỗi và xin kết thúc câu chuyện hôm nay tại đây Rất là cảm ơn quý vị cô chú anh chị dành thời gian quan tâm theo dõi Và giờ xin chào Hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị trong một video kế tiếp